Xin chào các em, như vậy chúng ta sẽ học bắt đầu cho chương trình học dạy học trực tuyến do chúng ta đang gặp mùa dịch cúm COVID-19. Và như vậy thì hôm nay chúng ta sẽ đi học bài 40. Như thầy nhắc lại là học kỳ 1 chúng ta đã học bài 39 đèn ống huỳnh quang. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 40 thực hành đèn ống huỳnh quang. Bài này chúng ta sẽ thực hành tại nhà. Và như vậy sẽ yêu cầu các em là chúng ta phải làm việc cẩn thận. Rồi, như vậy chúng ta bắt đầu qua bài mới. Cũng như những bài học trên lớp thì khi học bài mới thì chúng ta sẽ kiểm tra lại bài cũ. Ở đây thầy cũng cho mấy em hai câu hỏi để chúng ta tự suy nghĩ và trả lời hai câu hỏi. Thứ nhất là hãy phát biểu nguyên lý làm việc của đèn ống huỳnh quang. Và câu hỏi thứ hai là hãy nêu đặc điểm của đèn ống huỳnh quang. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ có những câu trả lời là sự phóng điện giữa hai điện cực của đèn tạo ra tia tử ngoại. Tia tử ngoại tác dụng vào lớp bột huỳnh quang làm cho đèn phát sáng. Đó là câu nguyên lý làm việc. Câu thứ nhất. Rồi câu thứ hai thì ở đặc điểm đèn ống huỳnh quang như chúng ta đã học rồi thì nó gồm có bốn hiện tượng, bốn đặc điểm. Đó là hiện tượng nhấp nháy, hiệu suất phát quang cao, tuổi thọ cao và cần mồi phóng điện. Đó, đấy là những cái nội dung mà chúng ta đã học ở bài 39. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bước qua phần bài mới. Như vậy chúng ta bước vào bài 40 thực hành đèn ống huỳnh quang. Và chúng ta cũng phải nắm được mục tiêu của bài là một là biết được cấu tạo của đèn ống huỳnh quang, chấn lưu và tắc tia. Hai, hiểu được nguyên lý làm việc và cách sử dụng của đèn ống huỳnh quang. 3. Có ý thức tuân thủ các quy định về an toàn điện. Và chúng ta bắt đầu bước vào bài 40. Thứ nhất, chúng ta đi vào một la mã là chuẩn bị. Ở phần này chúng ta cần chuẩn bị một số vật liệu thiết bị hoặc là dụng cụ như sau. Thứ nhất là vật liệu chúng ta cần có một cuộn băng dính cách điện, dây dẫn điện lõi nhiều hai sợi, nhiều sợi, và dụng cụ thì chúng ta có kềm cắt dây, kềm tuốt, tua vít vân vân. Rồi thiết bị thì chúng ta có bộ đèn ống huỳnh quang hoàn chỉnh đầy đủ, có chấn lưu đèn, máng đèn, tắc te vân vân. Thì chúng ta có thể mua bộ đèn nhỏ cũng được, 0,3 mét hoặc 0,6 mét cũng được, hoặc nó tận dụng những bộ đèn xây ở nhà vẫn còn sử dụng được, chúng ta thực hành. Ngoài ra thì các em cần phải chuẩn bị một bản báo cáo thực hành theo mẫu ở mục 3 sách giáo khoa trang 140 để sau khi vào học chúng ta các em phải nộp lại cho thầy để chúng ta lấy điểm. Như vậy rồi, như vậy thì chúng ta bước qua phần 2 la mã nội dung và trình tự thực hành. Ở đây phần này thì thầy yêu cầu các em là chúng ta phải làm thật 4 bước. Một là đọc ý nghĩa, đọc và giải thích ý nghĩa các số liệu kỹ thuật. Cái thứ hai là quan sát, tìm hiểu cấu tạo và chức năng của các bộ phận bộ đèn huỳnh quang. Và thứ ba, quan sát tìm hiểu sơ đồ mạch điện của bộ đèn ống huỳnh quang. Đây là phần này chúng ta cần phải lưu ý, cần phải nắm cho vững về sơ đồ mạch điện của nó để đóng đóng ra đấu đấu lên đấu mạch cho đúng. Và thứ tư là chúng ta quan sát sự mồi phóng điện và đèn phát sáng để nói lên nguyên lý nhóm nền, nguyên lý làm việc của đèn này cho nó thật tốt. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ thầy hướng dẫn chúng ta về cách thực hành. Đầu tiên chúng ta sẽ đọc và giải thích ý nghĩa các số liệu kỹ thuật. Ở trên đèn chúng ta thấy có những số liệu bóng đèn hay là trên của chấn lưu, tắc te vân vân. Thì có những số liệu kỹ thuật nói chung là chúng ta thấy có số là chúng ta sẽ ghi là 220 10W. Vậy 220 có nghĩa là gì? 220 đó là điện áp định mức. 10W đó là công suất định mức của đèn. Và tùy theo cái bộ đèn dài của đèn, ở đèn 0,3 mét là 10W. Dù 0,6 mét có thể là 20W và 1,2 m có là 40W. Nếu mà đèn tiết kiệm nó là 36W. Bước bước sang phần thứ hai là chúng ta sẽ quan sát tìm hiểu cấu tạo và chức năng bộ phận. Thì ở đây chúng ta có ba cái bộ phận cấu tạo gồm 3 phần. Thứ nhất là đèn ống huỳnh quang, chấn lưu, tắc te. Ở đây mình cần phải nắm được chức năng của những bộ phận này làm những điện phân tử này làm gì. Ví dụ như đèn ống huỳnh quang thì chức năng làm gì? Đó là phát sáng. Chấn lưu
thì nó dùng để làm tăng giảm điện áp và ổn định dòng điện, và tắc te thì nó là dùng để mồi phóng điện. À, chúng ta nhớ điều này. Ở ngoài tắc te người ta còn gọi đó là con chuột ha. Rồi, như vậy giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về từng bộ phận của nó. Đèn ống hình quang thì chúng ta thấy là ở hai chân, hai đầu đèn có đưa ra hai cái, mỗi đầu đèn đưa ra hai chân đèn, và hai chân đèn sẽ được nối với lại đó với cái gọi là cái điện cực. À, rồi ống thủy tinh, ống trụ hình tròn bên trong được phủ lớp bọc hình quang. À, ngoài ra nó còn có trộn thêm một periosic ở trên của cái điện cực. Nhìn cái hình này, nhìn cái hình trên màn hình chúng ta thấy biết đó là tắc te. Dân địa phương ta hay gọi là con chuột. Rồi, trong tắc te nó cấu tạo gồm có, chúng thấy có một cái tụ. À, cái tụ này người ta gọi là tụ chống nhiễu, và bên cạnh nó sẽ có hai thanh lưỡng kim. Hai thanh lưỡng kim. À, như thầy đã nói về nguyên lý làm việc của thằng ở trong bài là 39 rồi. Rồi, như vậy giờ chúng ta bước sang phần thứ ba, bộ phận thứ ba đó là chứng lưu điện cảm. Đây là bộ phận này thực sự ra bên trong chỉ là một loại cuộn dây được quấn chung quanh loại thép. À, và trong loại dây đó thì nó đưa hai đầu dây để nấu ra cái domino để mình nấu, và chúng ta sẽ đấu dây, vít dây vào đó. À, à. Như vậy thì chúng ta bước qua phần 3 nhỏ là quan sát tìm hiểu sơ đồ mạch điện của bộ đèn ống hình quang. À, thì chúng ta tìm hiểu về cách đấu dây của từng bộ phận, chúng ta phải quan sát cho kỹ. Ví dụ như là chúng ta sẽ thấy là tắc te đấu với như thế nào với đèn, và chứng lưu đấu như thế nào với lại đèn, và nguồn điện đấu như thế nào. À, chúng ta quan sát và chúng ta sẽ trả lời ba câu hỏi sau đây. Như vậy thì ở phần thảo luận này chúng ta sẽ trả lời hai câu hỏi là: một, mạch điện này gồm các phần tử gì? Thứ hai là chấn lưu và tắc te được mắc như với nhau như thế nào với đèn ống hình quang. À, chúng ta chú ý ha, nhìn quan sát cho thật kỹ để mình trả lời cho đúng. Thì ở phần trả lời này chúng ta thấy rõ ràng chắc các em đều trả lời đúng, nắm được hết rồi. Mạch điện này gồm các phần tử là gì? Là đèn hình quang, chấn lưu, tắc te. Rồi câu 2, chấn lưu và tắc te được mắc với đèn ống thế nào? À, như vậy thì chúng ta thấy tắc te sẽ được đấu song song với đèn ống hình quang, chấn lưu thì mắc nối tiếp với đèn ống hình quang. Bây giờ chúng ta sẽ bước qua phần 4. À, phần này chúng ta sẽ quan sát sự mồi phóng điện và đèn phát sáng. À, như vậy thì để yêu cầu cho nó làm việc tốt thì thầy có thể yêu cầu các em là chúng ta bấm chuột, click chuột để đóng, và bấm từ từ, một click, một hai, một hai click nữa là chúng ta sẽ thấy phát sáng từ phần của nó. À, rồi cảm ơn từ đã hỗ trợ hợp tác. À, như vậy thì bây giờ thầy chỉ có câu hỏi cho biết hiện tượng xảy ra ở tắc te sau khi chúng ta quan sát. À, dĩ nhiên chắc chắn chúng ta sẽ biết đó là hiện tượng sáng đỏ trong tắc te. À, câu thứ hai, hiện tượng xảy ra ở đèn đóng hình quang. Rồi, như vậy nó vẫn chúng ta rất dễ dàng, đó là sau khi tắc te ngừng phóng điện thì chúng ta sẽ thấy đèn sáng, và chúng ta thầy nhắc lên một nhớ một điều là khi tắc te ngừng phóng điện thì đèn sáng, lúc này tắc te không còn hoạt động được nữa, chúng ta sẽ tháo tắc te thoải mái cũng không có vấn đề ảnh hưởng xảy ra với đèn, đèn vẫn làm việc bình thường nha. Rồi, như vậy thì ở đây phần này thầy hướng dẫn đó chúng ta rõ ràng nhất là kỹ rồi. Chúng ta khi thực hành chúng ta cứ nhìn vào sơ đồ mạch điện đấu nối cho đúng. À, rồi sau khi đó mình sẽ là thực hiện cái báo cáo thực hành vào trong tờ giấy để khi mà chúng ta gặp lại thì các em sẽ nộp cho thầy. Cái điều thứ hai thì mong muốn là ở tuần sau thì ở nhà trước khi lên coi bài này chúng ta nên xem trước hai bài. 41 là bài đồ dùng lại điện nhiệt bằng là điện,
và bài 42 nồi cơm điện, bởi vì trong hai bài này chúng ta sẽ tinh giản lại một số vấn đề ha, cho nó gọn lại. Như vậy thì chúc các em thành hoàn thành tốt bài thực hành. Rồi, xin chào các em.